Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em mới nhập một ít giò về để giới thiệu với các bác. Thì qua thời gian bán hàng vừa rồi thì các bác cũng đã ủng hộ bên em rất nhiều. Và các bác có yêu cầu là bên em là đặt bên sản xuất là làm giò cáp lụa 25 chân. Thì hôm nay em cũng làm cái video này để thông báo với toàn thể các bác là giò cáp lụa 25 chân bên em đã có. Và dây dù là dây dù siêu bền. Đây em bóc luôn một bộ ra cho các bác xem. Giò này có các bác có thể đánh được cả gà đồng nữa nhé. Chân của nó là chân 12 cm. Đây toàn bộ cáp này bằng cáp lụa hết nhé các bác nhé. Cáp lụa này được bọc một lớp nhựa bên ngoài này, không sợ rỉ này, không sợ han này, và độ bền rất chi cao. Dây dù đây như các bác yêu cầu đây thì nó là dây dù siêu bền chứ không phải dù xe 3, xe 9. Đấy. Đây là dù siêu bền nhé các bác nhé. Dù này được cái là rất chi là chắc. Đấy bọn em đã đặt bên cơ sở sản xuất làm loại riêng cho bọn em. Đấy và chân là bằng chân thép nhé các bác nhé. Đây là chỉ là phun màu đồng thôi chứ không phải là chân đồng. Và đây là toàn bộ bằng chân thép hết. Cáp thì bằng cáp lụa. Đấy giò này có thể đánh được cả gà đồng, cả gà rừng. Giò này các bác có thể đón được và đá cũng được, đều hiệu quả. Tại vì giò này giò cáp lụa nó rất chi là trơn. Đấy thì em vừa mới nhập hàng về thì em cũng đăng tải cái video này lên để thông báo với toàn thể các bác là đã có giò cáp lụa 25 chân dây dù siêu bền gửi tới đến các bác. Chúc các bác một mùa giải đạt được nhiều thành tích nha. Thôi em xin chào các bác, tạm dừng video tại đây. Bác nào cần cứ liên hệ em nhé. Số điện thoại của em là 0985 919 878. Xin chào các bác, hẹn các bác video lần sau ạ.